Ở đây thì mình cần phải phân tích trừ 4t bình phương trừ 12t trừ 9 thành nhân tử. Một hướng đi khá là tốt đó là tự hỏi xem liệu có nhân tử chung nào giữa các đơn thức này hay không. Khi nhìn vào biểu thức này thì hai đơn thức đầu tiên sẽ chia hết cho 4, hai đơn thức cuối chia hết cho 3 nhưng không phải tất cả đều chia được cho cùng một số. Chúng ta có thể rút nhân tử trừ 1, nhưng khi mình rút nhân tử trừ 1 thì nó sẽ trở thành trừ 1 nhân mở ngoặc 4t bình phương cộng 12t cộng 9 đóng ngoặc. Mình vẫn sẽ nhận được một hệ số khác 1 ở đây và ở hạng từ bậc 2 của t mũ 2. Vậy thì mình nên lập tức nghĩ đến việc là bắt đầu nhóm chúng lại. Nếu mình phân tích bằng cách nhóm hạng từ nó sẽ đúng. Nhưng một ý tưởng cho phương trình này có thể nảy ra trong đầu của bạn mà giúp bạn giải bài toán đơn giản hơn. Thì mình sẽ chỉ cho bạn nhé. Và để hiểu được vấn đề đó thì mình hãy tạm dừng quan tâm đến cái này. Hãy nhìn qua phía bên tay phải và hãy nghĩ về điều gì xảy ra nếu lấy A cộng B nhân với A cộng B. Nếu mình chỉ có bình phương của một nhị thức, mình có A nhân A tức là A bình phương, sau đó thì mình có A nhân B tức là cộng A nhân B. Rồi mình có B nhân A cũng là A nhân B. Và bây giờ mình có B nhân B hay là B bình phương. Nếu mình cộng hai đơn thức ở giữa ở ngay đây thì mình sẽ còn lại A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Đây là bình phương của một nhị thức. Vậy ở đây 4T bình phương cộng 12T cộng 9 có tuân theo quy luật đó hay không? 4T bình phương chính là A bình phương. Vậy thì phần này là A bình phương. Nên đây chính là A bình. Vậy thì A sẽ là gì? Nếu đây là A bình phương thì A sẽ bằng căn bậc 2 của phần này, đó là 2T. Còn nếu ở đây là B bình phương thì mình sẽ viết bằng màu khác. Nếu phần ngay đây là B bình phương, nếu số 9 là bằng B bình phương nhé, thì ở đây có nghĩa là B sẽ bằng 3. Nó sẽ bằng căn bậc 2 của 9. Con số này ở ngay đây thì nó có thể bằng 3, nhưng mà nó cũng có thể bằng trừ 3. Nó có thể là cộng hay là trừ 3. Nhưng ở đây thì có là 2 nhân AB, phải không? Đó là hạng từ ở giữa mà mình đang quan tâm đến, là 2 nhân AB. Nếu mình nhân 2T với 3 thì mình sẽ nhận được 6T. Và rồi nếu mình nhân nó với 2, mình nhận nó được 12T. Ở ngay đây thì 12T bằng với 2 nhân 2T nhân 3. Và đó chính là 2 nhân 2T nhân 3 bằng 2 nhân AB. Và nếu ở đây là âm 3 thì mình sẽ thử xem ở đây có làm trừ 12 không. Nhưng nó đã đúng với 3 rồi. Vậy là cái này tuân theo quy luật của một số chính phương, chính là bình phương của một nhị thức. Vậy nếu mình muốn phân tích cái này, tất cả những cái nằm bên trong, thì mình vẫn có trừ 1 ở đây cụm 4t bình phương cộng 12t cộng 9. Mình có thể nói ngay là A cộng B nhân A cộng B. Hoặc là 2t cộng 3 nhân 2t cộng 3. Hoặc mình có thể chỉ nói đó là 2t cộng 3 tất cả bình phương. Nó có thỏa quy luật này hay không? Tất nhiên là mình không thể quên số trừ 1 ở ngoài này. Mình cũng có thể giải bằng cách nhóm hạng tử, nhưng ở đây có lẽ là dễ nhận ra hơn. Đây là một số bình phương và kia là một số khác bình phương. Nếu mình lấy từng số mà mình đang bình phương, lấy tích của chúng và nhân với 2, mình sẽ được cái ngay đây, và đây là một số chính phương.